Thưa quý vị và các bạn, trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, phát huy sức trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của từng địa phương, đơn vị. Và với tuổi trẻ của thành phố Đà Nẵng, thì ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 còn là ngày hội để các bạn trẻ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa và thiết thực, góp phần xây dựng thành phố. Đây là công trình khu vui chơi cho thiếu nhi vừa được bàn giao tại thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song công trình này vẫn kịp hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với sự chung sức của ba đơn vị, Đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung và Đoàn Cảng Đà Nẵng, món quà ý nghĩa này đã phần nào giúp thanh thiếu nhi nơi đây có một khu vui chơi thoải mái và an toàn hơn, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Ba đơn vị cũng muốn là giúp cho các em tránh xa điện thoại, máy tính, là vui chơi, có một nơi để sinh hoạt. Sau khi có công trình này, thì ngay khi đại dịch vừa chấm dứt, thì các em có ngay một khu vui chơi để mà các em sinh hoạt sau những giờ học hành vất vả. Với cái công trình như thế này thì cũng tạo điều kiện cho cái khu vui chơi, cho thôn. Chúng ta sẽ cố gắng bổ dưỡng cho tốt hơn và cho các em vui chơi hàng ngày. Và chúng tôi xin hứa là tiếp tục vận động các cháu là tiếp tục học tập, rèn luyện, rồi biết ơn cái công lao đáng góp của các cấp đoàn cấp trên. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong nhiều ngày qua, bên cạnh đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cấp hội cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, như chương trình san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang, chương trình chúc con luôn bên mẹ hay trao tặng phương tiện sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Hôm nay được sự giúp đỡ của quý đoàn, tôi thật là rất là vui mừng vì hoàn cảnh của em hiện nay rất là khó khăn. Đây là số tiền rất là lớn đối với gia đình. Rất là xúc động, cảm ơn các quý đoàn và chúc các quý đoàn có nhiều sức khỏe để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống như gia đình em. Chúng tôi vô cùng cảm kích cái tấm lòng của những đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ cho chúng tôi những món quà mì tôm rồi gạo, đó là rất thiết thực cho những ngày chống dịch vừa qua. Có thể thấy mỗi phần việc, mỗi một công trình thi đua đã tạo nên những sắc màu riêng cho các tổ chức hội trên địa bàn thành phố, là những thước phim mang ký ức ngọt ngào về một khoảng thời gian sôi nổi, nhiệt huyết và sống cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong trào của thanh niên thành phố đề ra. Trong thời gian tới, thì tôi cũng tin tưởng rằng công tác hội và phong trào đoàn kết tập thể thanh niên của thành phố sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, tự phấn đấu vươn lên để xứng đáng với truyền thống cha anh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thì tôi kêu gọi toàn thể các cấp của hội, các anh chị là cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ của mình để chung tay cùng với thành phố và cộng đồng sớm vượt qua đại dịch và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ hội đi trước, tuổi trẻ Đà Nẵng đã và đang tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần song pha, dấn thân, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực trên mọi lĩnh vực, chung tay góp sức xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển thành phố quê hương.